Hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và một tuần trước á, thì bên cái hàng bên con có xuất một cái lô dạt rừng mũi trắng. Và cái lô này mặt hoa rất là đẹp, cô chú mình nhìn hai mắt của nó cực kỳ đậm luôn. Và cô chú mình nhìn cái thì của nó rất là sạch ha cô chú. Và ở gần cái mắt của nó cô chú mình nhìn nè, mắt xước rất là đẹp luôn ha. Gần mũi là mắt xước nè. Và đây là cây dạt rừng mũi trắng. Và số điện thoại của con là 0908 846-04. Địa chỉ nằm ở phường 4 Tuyến Chánh Tân An Long An. Và cái lô rừng mũi trắng này là một cái mặt hàng chuẩn hoa nên các cô chú mình cứ yên tâm mình mua về mình sưu tầm ha. Rất là chuẩn hoa nha cô chú, giá hạt rừng mũi trắng. Và số điện thoại bên con là 0908 846-04. Và tôi đang sẽ xin giới thiệu các cô chú mình một số cái hình cây của giá hạt rừng mũi trắng bên con ha. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú, rất là chuẩn hoa luôn á. Và đây là cái cây mũi trắng mã số 1 nha cô chú, giá tiền của cây này là 700. Và kích thước của cây này á, thì bên cái hàng bên con đang đo được á, là 4cm nha cô chú, giá hạt rừng mũi trắng mã số là mã số 1 4cm. Và giá tiền của giò này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 700.000, giá hạt rừng mũi trắng mã số là mã số 1 700. Và kia này thì đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe rồi nha cô chú. Và khi cửa hàng đi thì con sẽ bỏ cái chậu này ra, đây con gửi kia không, và con lấy một quýt vớn á, con kẹp vào giá thể cho nó để cho cây mình đỡ mất sức nha cô chú. Chứ gửi nguyên chậu thì sẽ rất là nặng cước, rất là phí. Mã số là mã số 1 ha, năm đây là giá hạt rừng mũi trắng mã số 1. Và giá tiền của cái kia này từ bên cái hàng bên con đang bán ra là 700.000 cho các cô chú mình sưu tầm ha. Mã số 1 700. Và một số cái kia nhỏ nhỏ như vậy từ bên hàng bên con bán đồng giá 500.000 kia nha cô chú. Nói chung là rễ đã bắt đầu xuống rễ ra hết trơn rồi, con mới sức ra bán ha. Và kích thước nó dao động từ 1.5 cm tới 2cm. Và mình chăm sóc từ khoảng 1 tháng thì nó sẽ lên khoảng 5-6cm chuyện bình thường nha cô chú. Đây là giá hạt rừng mũi trắng đang bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nè cô chú, nhìn thấy không? Rất là lực luôn á. Và đây là giò mã số 2. Và giá tiền của giò này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 500 ha. Rất là lực nha cô chú, đang xuống rễ rất là nhiều. Cây này cũng bán ra giá 500 là giá rất là rẻ luôn á. Đây là giá hạt rừng mũi trắng ha. Mã số là mã số 2, 500.000 nha cô chú. Giá hạt rừng mũi trắng mã số 2 500. Còn đây là giò giá hạt rừng mũi trắng mã số 3 nè cô chú, mình nhìn rễ của nó chưa? Rễ của nó rất là đã nha cô chú. Và kích thước này là lát khỏi đo nữa thì kích thước của nó dao động từ 1.5 cm tới 2cm, có thấy chưa, nó rõ chưa? Đó. Kích thước nói chung là nó sẽ khoảng tầm 2cm á nên con khỏi đo. Và đây là giò giá hạt rừng mũi trắng mã số 3 nha cô chú. Rễ tất cả đã bắt đầu xuống rễ hết trơn này, tại vì con lựa cái nào cũng xuống rễ cũng sức ra con bán trước ha. Giá hạt rừng mũi trắng. Và cái lô này thì duy nhất bên hàng bên con đang có thôi, chứ không có ai có đâu, rất là nhiều. Bên hàng bên con bữa mới sổ được một hoa này nha cô chú. Giá hạt rừng mũi trắng mã số là mã số 3. Giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra 500. Và cái mặt hoa này là không có nhiều người có nha cô chú. Đó. Mã số là mã số 3, 500.000. Mặt hoa của nó cực kỳ đẹp luôn á. Giá hạt rừng mũi trắng ha. Mã số là mã số 3, 500. Tiếp tục đây là kỳ mã số 4 nha cô chú, và giá tiền của nó cũng là 500 luôn. Đang đi ngọn rất là khỏe nha cô chú. Và cái kích thước của cái kia này thì bên cái hàng bên con đang đo được là 2cm nha cô chú. Đây là giá hạt rừng mũi trắng, tất cả thì nó cũng ngang ngửa là 2cm thôi. Mã số là mã số 4, giá tiền của nó là 500.000 cho mã 4. Hàng này là hàng thuần đã xuống rễ rất là nhiều và con mới xuất ra con bán nha cô chú. Giá hạt rừng mũi trắng mã số 4, giá tiền của nó thì bên cái hàng bên con đang bán ra là 500. Và tiếp tục đây là kỳ giá hạt rừng mũi trắng luôn, mã số là mã số 5, giá tiền cũng là 500. Và kích thước của nó cũng là 2cm nha cô chú, đang xuống rễ rất là nhiều, rất là khỏe nè. Giá hạt rừng mũi trắng và mã số là mã số 5. Giá tiền của nó từ bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền 500.000 để cho các cô chú mình sưu tầm á. Giá hạt rừng mũi trắng mã số là mã số 5, 500. Và đây là giò giá hạt rừng mã số tiếp theo, đó là mã số 6 nha cô chú. Và kích thước của nó thì bên cửa hàng bên con đang đo được cũng là 2cm luôn, mã số 6. Và giá tiền của cái mầm này thì bên cửa hàng bên con vẫn bán ra là 500.000 á, chỉ có khoảng tầm 10 kg thôi chứ không có hàng nhiều cô chú, là hết hàng rồi. Giá hạt rừng mũi trắng á. Và hôm trước thì con mới xuất một lô đó, hết lô đó rồi, hôm nay con xuất lô này là lô cuối. Đây là giá hạt rừng mũi trắng, mặt hoa cực kỳ đẹp nha cô chú. Và mã số của nó đó là mã số 6, giá tiền là 500.000 cho mã 6 ha. Giá hạt rừng mũi trắng mã số 6, 500. Và đây là giò mã số 7 nha cô chú, cây kỳ mã số 7 nè, rễ nó đã bắt đầu bám chậu rất là khỏe rồi ha. Và khi cửa hàng đi thì con sẽ bỏ chậu này ra, con sẽ lấy một ít giớn con đang trồng đó, con sẽ kẹp vào cái rễ cho nó. Con lấy ti rồi con kẹp lại, con lấy bướm kẹp lại để cho cây mình đỡ mất sức nha cô chú. Giá hạt rừng mũi trắng mã số là mã số 7. Và giá tiền của kỳ này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 500 luôn, đồng giá ha. Chỉ kỳ mã 1 là 700 thôi. Mã số là mã số 7, 500.000 và kích thước là 2cm. Tất cả đều ngang ngửa nhau là tầm khoảng 2cm nha cô chú. Giá hạt rừng mũi trắng chỉ có một vài kỳ để cho các cô chú mình sưu tầm thôi. Mã số là mã số 7 và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra đó là 500.000 mã 7. 500.000 mã số 7 nha cô chú, giá hạt rừng mũi trắng. Tiếp theo đây là mã số 8 nè cô chú.
đã xuống rễ cực kỳ khỏe luôn ha. Kích thước thì cũng là 2 cm luôn, rễ thì nói chung nó bắt đầu đang xuống rễ rất là lực rồi, nên các cô chú mình cứ yên tâm mình về mình trồng ha. Và đây là giá hạt rừng mũi trắng nha cô chú, mặt hoa này rất là hiếm tại vì bên hàng bên con nó không có nhiều hàng đâu. Và giá hạt rừng mũi trắng này mã số là mã số 8, giá tiền của kia này là 500 cho các cô chú mình sưu tầm ha. Mã số 8 500.000, giá hạt rừng mũi trắng mã số 8 500. Tiếp tục đây là mã số cuối cùng, mã số 9, và cái giò này á con bán với giá tiền là 1 triệu. Cô chú mình thích thì mình cứ nhanh tay mình sưu tầm thôi, tại vì ở đây nó đang có một cái mầm này giá là 700 nè, kèm theo là nó có một cái mắt ngủ này. Mắt ngủ này nếu mà chừng 1 tháng nữa thì bên cửa hàng bên con sẽ tách ra con bán này tầm khoảng 500-700 ngàn kia, nhưng mà ngày hôm nay thì con xuất lô ra này cho muốn hết luôn, nên con bán cái giò này với giá tiền là 1 triệu để cho các cô chú mình sưu tầm ha. Và kích thước kia lớn này á là gần 4 cm nha cô chú, và nó đang sừng mắt rất là sáng, là chuẩn bị là sẽ bung mầm lên ha. Đó, bung kia lên. Đây là giá hạt rừng mũi trắng mã số cuối cùng, đó là mã số 9, và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con đang bán ra là 1 triệu chẵn nha cô chú. Mã số 9 giá là 1 triệu. Giá hạt rừng mũi trắng ha. Đó. 1 kg và một cái mắt nó đang sừng mắt lên chuẩn bị lên mầm rồi. Giá là 1 triệu cho mã số cuối cùng, mã số 9. Bây giờ của con là 0908 846 804. Địa chỉ thì nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú ha, giá hạt rừng mũi trắng.